Hi there, welcome back to our channel. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của thầy An. Today we continue to study Unit 1 Hobbies, Student Book, Global Success, Grade 7. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bài 1, sách tiếng Anh, lớp 7, Global Success. Alright, Lesson 3, A Closer Look To. Bài học hôm nay của chúng ta sẽ là phần Closer Look To. Okay, A Closer Look To. Now you ready? Let's get started together. Now, grammar, the present simple. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào điểm ngữ pháp đầu tiên. Đó là gì? Present simple, thì hiện tại đơn. Now remember, we use the present simple for something that is a general truth. Chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn cho những cái gì đó mà nó là một sự thật chung, một sự thật hiển nhiên. Okay, it's simple. Ví dụ, the sun rises every morning. Mặt trời thì mọc vào mỗi buổi sáng. Okay. We use the present simple for something that happens regularly in the present. We use the present simple for something that happens regularly in the present. Chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn để nói về cái gì đó mà nó xảy ra đều đặn ở hiện tại. Okay, example. She goes swimming 3 times a week. Cô ấy đi bơi 3 lần một tuần. Alright, we use the present simple for timetables or programs. Chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn cho những cái thời khóa biểu hay là những cái chương trình lịch trình đã được lên sẵn. It's simple. Ví dụ, the cooking lesson starts at 9 a.m. Bài học, lớp học nấu ăn thì bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng. Alright. Now, exercise 1. Match the sentences 1 to 5 to the correct uses. Letter A to letter C. Chúng ta sẽ kết nối 5 câu từ 1 đến 5 tương ứng với những cái mục đích sử dụng đúng từ A đến C sao cho phù hợp. Okay. A, a timetable program. Đầu tiên A là gì? Là một cái thời khóa biểu, một cái chương trình đã được lên sẵn. B, a regular action. B là trường hợp gì? Một hành động xảy ra thường xuyên. C, a general truth là một cái sự thật chung, một sự thật hiển nhiên. Bây giờ chúng ta sẽ xem từ câu 1 đến câu 5 xem thử là những cái câu này nó thuộc vào mục đích sử dụng là gì. Number 1. My sister usually cooks dinner. My sister usually cooks dinner. Chị tôi thường xuyên nấu bữa tối. My sister usually cooks dinner. Chị tôi thường xuyên nấu bữa tối. So that is a timetable, a program, a regular action, a general truth. So what one? A regular action. Okay. Như vậy cái câu số 1 này nó nói gì? Đó là một cái hành động thường xuyên. Okay. Hành động thường xuyên ta có gì? Usually. My sister usually cooks dinner. Okay. Như vậy câu 1 này là nó nói gì? Câu 1 này là sử dụng thì hiện tại đơn khi mà nói về một cái gì đó nó xảy ra thường xuyên ở hiện tại, đúng không? Usually. Okay, number 2. The train leaves at 10 a.m. Tàu rời vào lúc 10 giờ sáng. So that is a timetable program, a regular action, a general truth. Như vậy cái câu số 2 này nói về một cái lịch trình đã được lên sẵn, hay là một cái hành động thường xuyên xảy ra, hay là đó là một sự thật chung, sự thật hiển nhiên. Program, okay, program, timetable program, okay, a timetable program, okay. Tàu sẽ rời vào lúc 10 giờ sáng. Như vậy câu này nó nói về một cái thời gian biểu, một cái chương trình đã được lên sẵn. Okay. Number 3, the Red River flows through Hanoi. The Red River flows
through Hanoi. Sông Hồng thì chảy ngang qua Hà Nội. So that's a timetable program, a regular action or a general tour. Yes, correct. A general tour. A general tour. Đó là một sự thật hiển nhiên. Đó là một sự thật chung. Ok. Sông Hồng thì chảy qua Hà Nội. Alright. Number 4. My yoga class starts at 6 a.m. every Tuesday. Every Tuesday. Lớp học yoga bắt đầu vào lúc 6 giờ sáng mỗi thứ ba hàng tuần. So that's a timetable program, a regular action, a general truth. Yes, correct. A timetable program. Okay. A timetable program. À vậy, như câu số 4 thì nó nói gì? Nó nói là một lịch trình đã được lên sẵn. Cứ 6 giờ sáng mỗi thứ ba hàng tuần thì lớp học yoga bắt đầu. Ok. Như vậy là câu số 4 nói về timetable program. Nói về thời gian biểu, một lịch trình đã được lên sẵn. Ok. And number 5, we sometimes watch TV on Sunday. We sometimes watch TV on Sunday. Thỉnh thoảng thì chúng tôi xem TV vào chủ nhật hàng tuần. So that is a timetable program, a regular action or a general tour. A regular action, right? A regular action, đó là một hành động thường xuyên. Sometimes, thỉnh thoảng, cứ vào mỗi chủ nhật hàng tuần thì thỉnh thoảng xem. Ok. Bữa xem bữa không. Ok. Tuần xem tuần không. Alright. Sometime là 50-50. Ok. Very good. Now, bây giờ chúng ta sẽ điểm sơ qua cấu trúc của thì hiện tại đơn. Ok. Cấu trúc của thì hiện tại đơn ở dạng affirmative, ở dạng câu khẳng định, sẽ là gì? Chủ ngữ cộng với gì? Động từ. Động từ ở đây ở dạng nguyên mẫu hoặc là có S hoặc là ES, right? Thứ hai là dạng phủ định negative. Ở dạng phủ định sẽ có cấu trúc là gì? Chủ ngữ cộng với doer, trợ động từ doer, cộng với not, cộng với động từ ở dạng nguyên mẫu. Ok? Infinitive. Ok? Ở dạng questions, ở dạng câu hỏi. Ở dạng câu hỏi thì chúng ta sẽ đưa trợ động từ doer ra đầu câu. Ok? Do, dare. Rồi tới chủ ngữ, tới động từ ở dạng infinity nguyên mẫu. Ok. Và đối với dạng câu h�i WH question, WH question thì chúng ta lưu ý là WH word sẽ đứng trước doer. Ok. Sẽ là gì? Cấu trúc sẽ là gì? WH word cộng với lại từ để hỏi cộng với doer, trợ động từ doer, cộng với chủ ngữ cộng với động từ ở dạng nguyên mẫu infinity. Ok. Và các bạn lưu ý, đối với thì hiện tại đơn ở dạng khẳng định, khi nào động từ thêm S, khi nào động từ thêm ES. Đối với chủ ngữ là số nhiều, chủ ngữ là I. Đối với chủ ngữ là I, you, we, they, plural nouns thì động từ ở dạng nguyên mẫu nhé. Đối với chủ ngữ là ngôi thứ ba số ít, he, she, it, a singular noun, danh từ số ít á, thì động từ của chúng ta sẽ thêm S hoặc là ES ở dạng câu khẳng định. Ok. Vậy khi nào thì chúng ta thêm S? Khi nào động từ chúng ta thêm S và khi nào động từ của chúng ta thêm ES? Ở câu khẳng định thì hiện tại đơn. Các bạn lưu ý nè, đối với những động từ mà nó tặng cùng bằng S, X, SH, CS. Ok. Or ok, thì chúng ta sẽ thêm es nha. Đối với những động từ mà nó tặng cùng bằng s Sài Gòn, s xinh đẹp, ch, sh, âm z á, thì là khi chủ ngữ là ngôi thứ ba số ít thì hiện tại đơn ở câu khẳng định chúng ta sẽ thêm cái đuôi es, còn lại là chúng ta sẽ thêm cái đuôi s. Và các bạn lưu ý là chúng ta có ba động từ đặc biệt, đó là gì? Động từ do, động từ have và động từ go. Ba động từ này khi chủ ngữ là ngôi thứ ba số ít thì động từ sẽ được chia như sau: do thì sẽ là does, go thì sẽ là goes, have thì sẽ là has. Ok, các bạn lưu ý ha. Các bạn để ý khi chúng ta nói về timetable program là một, khi nói về thời gian biểu hay là một chương trình đã được lên sẵn thì thường chúng ta sẽ có những cái từ như là start,
start bắt đầu, hay là end kết thúc, hay là open hay là closed hay là leaves. Đây là những cái động từ mà thường sử dụng cho trường hợp là timetable program. Ok, thường là đề cập đến những cái lịch trình tàu xe máy bay, hay là lịch phát sóng các chương trình ở trên truyền hình, hay là giờ mở cửa đóng cửa của các cửa hàng nhà hàng. Ok, alright. Còn đối với trường hợp be a regular action, một hành động thường xuyên xảy ra, thì trong câu thường có những cái trạng từ chỉ tần suất như là gì? Usually, often, sometime, rarely, ok, etc. Ok. Và có những cái trạng từ chỉ thời gian như là gì? On the weekends, in the afternoons, in the mornings, on Mondays, on Tuesdays, on Wednesday, on Thursday, on Fridays, on Saturdays, etc. Ok. Còn trường hợp thứ ba, a general truth, là một sự thật hiển nhiên, là một cái chân lý hiển nhiên, một sự thật hiển nhiên, một chân lý hiển nhiên, không ai có thể chối cãi được. Ví dụ như là gì? The earth moves around the sun. Okay, the earth moves around the sun. The earth moves around the sun. Tức là trái đất chuyển động, quay quanh mặt trời. Or the sun rises in the earth and sets. Mặt trời mọc ở hướng đông và lặn ở hướng tây. Đó là một sự thật hiển nhiên, không ai chối cãi từ trước, từ xưa đến nay. Okay. Alright, very good. Now let's move on. Okay, activity 2, complete the sentences. Use the present simple form of the verb. Ở trong phần hoạt động số 2, chúng ta sẽ hoàn tất những câu sau và sử dụng thì và chúng ta sử dụng dạng thì hiện tại đơn cho những động từ bên dưới nha, cho những động từ trong ngoặc bên dưới. Alright. Now, number 1, my brother and I make a new model every month. Anh trai tôi và tôi làm một mô hình vào mỗi tháng. Anh trai tôi và tôi là hai người. Ok, như vậy động từ my brother and I tức là hai người, như vậy là we. We thì chúng ta để động từ ở dạng nguyên mẫu. Ok, make. Ok. Number 2, what Lan in her free time. Bạn Lan làm gì vào thời gian rảnh? Ở đây là một dạng câu hỏi, chủ ngữ là Lan, chính là she. Như vậy ở dạng câu hỏi chúng ta sẽ mượn trợ động từ do. Chủ ngữ là Lan, chính là she, thì chúng ta sẽ mượn trợ động từ does. Ok. Khi chúng ta đã mượn trợ động từ rồi thì động từ chính luôn luôn ở dạng nguyên mẫu. Như vậy ở đây sẽ là gì? What does Lan do in her free time? Right? What does Lan do in her free time? Bạn Lan làm gì vào thời gian rỗi? Ok. Number 3, I a drawing lesson every Tuesday. Tôi có lớp học vẽ vào mỗi thứ ba hàng tuần. Chủ ngữ là ai? Thì động từ ở dạng nguyên mẫu nha. I have a drawing lesson every Tuesday. Tôi có lớp học vẽ vào mỗi thứ ba hàng tuần. Ok, number 4, Mark doing judo. Ở đây ta có Mark chính là he. Ok, ở đây là not, có not, như vậy câu này sẽ viết dưới dạng phủ định. Chủ ngữ là Mark he, thì chúng ta sẽ mượn trợ động từ does. Does thêm not sẽ là does not. Chúng ta sẽ viết rút gọn là doesn't like. Ok, does not like or doesn't like. Mark doesn't like doing judo. Bạn Mark không thích tập võ judo. And number 5, your English lesson start at 6 p.m. Ở đây ta có your English lesson, bài học tiếng Anh, lớp học tiếng Anh của bạn bắt đầu vào lúc mấy giờ, đúng không? Your English class, singular noun, is a singular noun, đúng không? Your English class, nó là một danh từ số ít. Như vậy ở dạng câu hỏi chúng ta sẽ mượn trợ động từ do or there, does. Ok, khi chúng ta đã mượn trợ động từ thì động từ chính luôn luôn ở dạng nguyên mẫu sẽ là start. Ok, do your English class
Your English lesson start at 6 p.m. Lớp học tiếng Anh bắt đầu vào lúc 6 giờ tối phải không? Ok. Lớp học môn tiếng Anh của bạn bắt đầu vào lúc 6 giờ tối phải không? Ok. Easy right? Now let's move on. Activity 3. Fill in a blank with the correct form of the verb in brackets. Ở trong phần hoạt động số 3, chúng ta sẽ điền vào chỗ trống với dạng đúng của động từ trong ngoặc nha. My family members had different hobbies. My dad enjoys. Okay. Ba của tôi chính là singular noun. Như vậy ở đây động từ của chúng ta sẽ thêm at. My dad enjoys gardening. He spent 2 hours in our garden every day. Chủ ngữ là he thì động từ spend sẽ thêm at, right? He spends 2 hours in our garden every day. Okay? Ông thường dành ra 2 giờ mỗi ngày trong vườn. Okay? My mom and sister gardening, not like. Mẹ tôi và chị tôi không thích làm vườn. Okay? My mom and sister. Hai người chính là they, đúng không? Chủ ngữ là they. Thì khi ở dạng phủ định, chúng ta sẽ mượn trợ động từ do hay là they. Do, okay. Do not. Okay, do not like. Chúng ta sẽ viết tắt là, chúng ta sẽ viết rút gọn là don't like. Okay, do not like. Và chúng ta sẽ viết dưới dạng hình thức rút gọn là don't like. My mom and sister don't like. My mom and sister don't like gardening. But they love cooking. They, chủ ngữ là they thì động từ ở đây sẽ giữ nguyên. They go to a cooking class every Sunday. They go to a cooking class every Sunday. Their lesson, bài học của họ, lesson is a singular noun. So that here, begin, we are letter S. Okay. Bài học của họ, lesson ở đây là singular noun, đúng không? Danh từ số ít. Như vậy, chủ ngữ là danh từ số ít thì động từ của chúng ta sẽ thêm S hoặc là ES. Từ begin, chúng ta sẽ thêm S. The lesson begins at 9 a.m. Okay. I not enjoy cooking. Chủ ngữ là I ở dạng phủ định sẽ mượn trợ động từ do hay the. Do. I do not enjoy thì chúng ta sẽ viết dưới dạng rút gọn là I don't enjoy. Okay, I do not enjoy. Hoặc là chúng ta sẽ viết dưới dạng rút gọn là I don't enjoy cooking. And I can't cook very well. Okay. My family member have different hobby. Các thành viên trong gia đình của tôi thì có những sở thích khác nhau. My dad enjoys gardening. Ba của tôi thì thích làm vườn. He spends 2 hours in our garden every day. Ông thường dành ra 2 giờ mỗi ngày ở trong vườn. My mom and sister don't like gardening, but they love cooking. Mẹ và chị tôi thì không thích. Mẹ và chị tôi thì không thích làm vườn. Họ thích nấu ăn. They go to a cooking class every Sunday. Họ đi đến lớp học nấu ăn vào mỗi chủ nhật hàng tuần. The lesson begins at 9 a.m. Lớp học của họ thì bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng. I don't enjoy cooking. I can't cook very well. Tôi thì không thích nấu ăn. Tôi nấu ăn không ngon. Tôi nấu ăn không giỏi. Okay? Very easy, right? Now, activity 4. Write complete sentences using the given words and phrases. You may have to change the words or add some. Ở trong phần hoạt động số 4, chúng ta sẽ viết câu hoàn chỉnh, sử dụng những từ cho sẵn hay là những cụm từ cho sẵn. Chúng ta sẽ có thể thay đổi một số từ hoặc là thêm một số từ. Okay. Number 1, we had sun, we had set in west every evening. So we can write here, the sun sets in the west every evening, right? The sun sets.
in the west every evening. Ở đây chúng ta sẽ có the sun, that is a unique. That is the unique. Mặt trời là duy nhất. Okay, unique. Như vậy, chúng ta sẽ phải sử dụng mẫu từ the. Okay, chúng ta sử dụng mẫu từ the cho những danh từ là duy nhất. Okay, như là the sun, the earth, the moon, the star, the planets, etc. Okay, các bạn lưu ý ha. Chúng ta sử dụng mẫu từ the cho những danh từ là duy nhất. Rồi the sun thì sẽ là từ tiếp theo sẽ là động từ. Động từ the sun ở đây chính là singular noun. Như vậy động từ của chúng ta sẽ thêm s. Ok, động từ của chúng ta sẽ thêm s. Và in the west, các bạn lưu ý là in the west, mặt trời ở hướng tây. When, chúng ta sử dụng mẫu từ the cho khi chỉ hướng nhé. In the west, in the east, in the north, in the south. Ok, ở hướng đông, hướng tây, hướng đông, hướng bắc, hướng nam. Và chúng ta sử dụng mẫu từ the nhé. Every evening, mặt trời thì là ở hướng tây vào mỗi buổi tối. Number two, we have Trang and Minh play basketball every day after school. Trang và bạn Minh thì chơi bóng rổ mỗi ngày sau giờ học ở trường. Ở đây cuối câu có dấu hỏi như vậy. Câu số 2 sẽ là câu hỏi. Chủ ngữ là Trang và Minh, chính là they, đúng không? Chính là they, chủ ngữ là they. Thì chúng ta sẽ mượn trợ động từ do, do Trang and Minh. Do Trang and Minh play basketball every day after school. Chúng ta đã mượn trợ động từ, thì động từ chính play luôn luôn ở dạng nguyên mẫu nhé. Play basketball là chơi bóng rổ. Ok, do Trang and Minh play basketball every day after school. Bạn Trang và bạn Minh chơi bóng rổ mỗi ngày sau mỗi giờ học ở trường phải không? Ok. Now number 3, we have flight from Ho Chi Minh City, not arrived 10:30. Chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đã không đến lúc 10:30. Ok. Ở đây ta có chuyến bay from Ho Chi Minh City. Xác định như vậy. Ở đây flight chúng ta sẽ có mẫu từ the. Ok. The flight from Ho Chi Minh City doesn't arrive 10:30. Ok. Chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đã không đến vào lúc 10:30. Ok. Như vậy các bạn lưu ý fly. Ở đây ta có from Hồ Chí Minh. Ok, rất là rõ ha. From Hồ Chí Minh, như vậy chuyến bay này là chuyến bay xác định. Ok, như vậy chúng ta sẽ thêm mẫu từ the. Ok. The flight. Chuyến bay này chính là singular noun, danh từ số ít. Ok, không có s, như vậy nó là ở danh từ số ít. Như vậy ở đây ta có not, tức là câu này ở dạng phủ định. Như vậy ở dạng phủ định chủ ngữ là singular noun, danh từ số ít, thì chúng ta sẽ mượn trợ động từ the, thêm not sẽ là doesn't arrive. Ở đây phải có s nha các bạn, ở đây phải có s mới đúng nha. Khi nói về giờ chúng ta sẽ có s. Ok, the flight from Ho Chi Minh City doesn't arrive at 10:30. Ok, of the flight from Ho Chi Minh City doesn't arrive at 10:30. Chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh không đến vào lúc 10:30. Đây có s chỗ đây nha. Number 4, we have our science teacher start our lessons 1 p.m. on Fridays. Giáo viên môn khoa học bắt đầu bài học vào lúc 1 giờ vào thứ bảy, vào thứ sáu hàng tuần. Giáo viên môn khoa học bắt đầu bài học vào lúc 1 giờ chiều thứ sáu hàng tuần. Như vậy, our science teacher, so we can write here, our teacher starts our lesson at 1 p.m. on Fridays. Okay, our science teacher starts our lesson at 1 p.m. on Fridays. Giáo viên môn khoa học bắt đầu bài học vào lúc 1 giờ chiều thứ sáu hàng tuần. My science teacher is a singular noun. Giáo viên môn khoa học, như vậy cái này là singular noun, danh từ số ít. Như vậy
cái động từ start của chúng ta sẽ thêm s, bắt đầu bài học vào lúc 1 giờ 1 p.m. vào lúc 1 giờ chiều thứ sáu hàng tuần nha. Number 5, we had you make model at weekend and question mark. Và câu số 5, cuối câu có dấu hỏi, như vậy câu này sẽ là câu hỏi. Chủ ngữ là you thì chúng ta sẽ mượn trợ động từ do. Do you make models at the weekend? Do you make models at the weekend? Bạn có làm những cái mô hình vào cuối tuần không? Cuối tuần thì bạn có làm những cái mô hình không? Ok. Very good. Now let's move on. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần tiếp theo nha. Activity 5, game, sentence, race. Ở trong phần hoạt động số 5 sẽ là một cái trò chơi cuộc đua câu. Work in groups. Trong phần này chúng ta sẽ làm việc theo nhóm. 1. Read the verb. Read the verb. The teacher writes on the board. Chúng ta sẽ đọc cái từ, cái động từ mà giáo viên viết trên bảng. Number 2. Take turn to make a sentence with the verb using the present simple. Chúng ta sẽ luân phiên viết câu với những cái động từ và sử dụng thì hiện tại đơn. Number 3, get one point for each correct sentence. The group with the most points wins. Chúng ta sẽ có một điểm cho một câu đúng. Một nhóm mà có nhiều điểm nhất thì sẽ là chiến thắng. Ok. For example, ví dụ cô sẽ viết trên bảng là, cô giáo sẽ viết trên bảng là gì? Động từ go. Ok, động từ go thì các bạn sẽ viết làm sao nhỉ? I go to school at 6:30 every day. Ok, tôi đến trường vào lúc 6:30 mỗi ngày. Ok, hay là giáo viên sẽ viết từ listen thì mình sẽ viết làm sao? My family listen to music every night. Ok, gia đình tôi nghe nhạc vào mỗi tối. Tương tự, ok. Và cứ một câu đúng thì chúng ta sẽ có một điểm. Tổng kết lại, ai nhóm nào có nhiều điểm hơn thì nhóm đó sẽ là người chiến thắng. Ok. Ok, we stop here. Thank you so much for your listening. See you next video. Bye.